Xin chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo. 18 giờ hôm nay với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com và nhân dân.vn. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và ACB, Xuất khẩu cá ngừ tính từ đầu năm đến ngày 21 tháng 12 năm 2022 đã lần đầu tiên chạm tới mốc 1 tỷ đô la Mỹ và dự kiến cả năm sẽ đạt 1,03 tỷ đô la Mỹ. Tại thời điểm cuối năm nay, một trong những nguyên nhân của sự tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ vào EU là do các thị trường chuẩn bị vào mùa cao điểm cho dịp lễ cuối năm. Cùng với đó, các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam với lợi thế về mặt thuế quan theo hiệp định EVFTA đang có sức cạnh tranh tốt hơn so với các nước như Philippines, Indonesia hay Thái Lan. Thưa quý thính giả, ngày 27 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA, à, Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu LBC, Hiệp hội Nước mắm truyền thống, Trung tâm Bảo tồn văn hóa ẩm thực cùng phối hợp tổ chức lễ hội Tết Xanh Quà Việt Xuân Quý Mão 2023, diễn ra từ 27 tháng 12 năm 2022 đến 1 tháng 1 năm 2023. Lễ hội sẽ giúp kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp, các làng nghề truyền thống của cả nước đang kinh doanh, sản xuất các sản phẩm địa phương từ tài nguyên bản địa là những sản phẩm OCOB, sản phẩm nông thôn tiêu biểu của cả nước theo công nghệ xanh, sạch, an toàn đến với người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, sách lậu, sách giả là một vấn nạn dai dẳng trong ngành sách. Trong thời đại công nghệ 4.0, khi ngành xuất bản đang bước từng bước trên nền tảng số, nạn sách lậu càng tràn lan, khó kiểm soát. Nhận thấy công tác phòng chống sách lậu cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, cục xuất bản, in và phát hành bộ thông tin và truyền thông. Và đoàn liên ngành phòng chống in lậu trung ương đã quyết định cho ra mắt đường dây nóng ngăn chặn sách lậu 0329610717. Đường dây nóng sẽ tiếp nhận những thông báo khẩn cấp từ người dân, sau đó gửi phản ánh đến cơ quan nhà nước và lực lượng chức năng về vấn nạn sách lậu, vi phạm bản quyền. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, ngày 26 tháng 12, tại cuộc họp giữa người đứng đầu cơ quan biên phòng Kyrgyzstan un và chỉ huy lực lượng biên phòng Tadikistan Raja Bariramon Ali tại Kyrgyzstan, hai bên đã nhất trí ngăn chặn các hành động làm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới giữa hai nước. Khu vực biên giới giữa Kyrgyzstan và Tajikistan thường xảy ra xung đột. Lần gần đây nhất căng thẳng leo thang vào tháng 9 vừa qua. Phía Kyrgyzstan ghi nhận ít nhất 63 người đã thiệt mạng và 198 người bị thương trong đợt xung đột này, trong khi phía Tajikistan ghi nhận 41 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Thưa quý thính giả, trong bối cảnh sắp diễn ra kỳ nghỉ dài ngày dịp năm mới 2023, Giới chức Nhật Bản đang đề cao cảnh giác trước nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, theo đó thắt chặt một số quy định để giảm thiểu các hoạt động tập trung đông người. Thông báo mới nhất của chính quyền thủ đô ngày 26 tháng 12 nêu rõ sẽ không tổ chức sự kiện đến ngược vào thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới ở nhà ga Shibuya. Ngoài ra, chính quyền Tokyo khuyến cáo người dân hạn chế uống rượu bia tại các địa điểm tập trung đông người như nhà ga. Trung tâm thương mại từ 21 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến 3 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Các cửa hàng tiện lợi cũng được khuyến cáo hạn chế bán đồ uống có cồn trong khoảng thời gian này. Thưa quý thính giả, ngày 26 tháng 12, ông Busa Kamal Jahan đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Nepal, một ngày sau khi ông được tổng thống Bidya Jaya Ari bổ nhiệm giữ chức vụ này. Lễ tuyên thệ được tổ chức tại văn phòng tổng thống Nepal ở thủ đô Kathmandu. Ông Jahan, 68 tuổi, chủ tịch đảng CBN Maoist, được bổ nhiệm làm thủ tướng Nepal sau khi được đảng cộng sản Marxist-Leninist thống nhất Nepal đối lập và năm nhóm nhỏ hơn ủng hộ. Theo đó, ông giành được sự ủng hộ của 169 nghị sĩ trong Hạ viện gồm 275 thành viên. Đây là lần thứ ba ông Gia Hang được bổ nhiệm làm Thủ tướng Nê Bàn. Lần đầu tiên ông được bổ nhiệm là vào năm 2008, song chỉ nắm giữ chức vụ này trong 9 tháng trước khi từ chức. Thưa quý thính giả, gần 30 năm trước, ông Phê được công ty điều lên khu vực làng Đại học Thủ Đức để bảo vệ, chăm sóc diện tích đất vừa mua. Năm 1994, trong một lần thăm chồng, bà Lành phát hiện ở đây có rất nhiều trẻ em nhưng lại chưa có trường học, thương các bé đã đến tuổi đi học nhưng vẫn chưa biết đọc, viết, bà lành bàn với chồng mở lớp học tình thương. Bà kể, chúng tôi dạy luôn trong chốt bảo vệ. Căn nhà rất nhỏ nhưng mỗi ngày, chúng tôi dạy 3 ca. Ngày đầu thành lập, lớp học đã có 130 em đăng ký. Từ ngày thành lập đến nay, ông bà đã có 28 năm dạy học miễn phí tại lớp học tình thương của mình. Suốt chừng ấy thời gian, ông bà đã dạy dỗ, giúp hàng trăm học trò nghèo tiếp cận tri thức. Khi thành công, họ trở về thăm lại ông bà với niềm hạnh phúc, biết ơn sâu đậm. Đến nay, ông bà vẫn tiếp tục công việc đem con chữ, tri thức đến với những đứa trẻ nghèo. Cuối chương trình, ông Phê gửi đến vợ bức thư tay đầu tiên. Nghe những lời yêu thương từ tâm can của chồng, bà lành không giấu nổi niềm xúc động. Thưa quý thính giả, những ngày cuối năm 2022, công phố ở Đại sứ quán Hàn Quốc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được nhiều du khách tìm đến chép kiên, chụp ảnh bởi hàng cây chuyển lá vàng tựa như xứ sở Kim Chi. Khu vực này nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 8 km, Điểm nhấn tại đây chính là bức tường được lát những viên gạch mang hoa văn truyền thống, có phần mái ngói màu xám khiến nhiều người liên tưởng đến những kiến trúc ở Hàn Quốc. Đặc biệt, những ngày cuối thu đầu đông, những tán cây chuyển lá vàng khiến cho khung cảnh nơi đây càng trở nên thơ mộng và hút mắt. Thời gian lá vàng có thể kéo dài đến khoảng nửa cuối tháng 1. Để chụp ảnh đẹp, du khách nên đi vào chiều lúc 15 giờ đến 16 giờ, lúc này ánh nắng không quá gắt. Ngoài ra, du khách có thể tạo dáng đi sang đường hoặc chụp cận cảnh với phong nền là bức tường cùng hàng cây xanh đằng sau. Thưa quý thính giả, một trong những địa điểm mà những người theo thiên chúa giáo quan tâm khi đến Thổ Nhĩ Kỳ là một ngôi làng nhỏ ngay bên ngoài thành phố cổ Ephesus trên sườn núi băng Ung um mia Đây là nơi mà Đức Mẹ Maria đã trải qua những ngày cuối cùng của đời mình. Trên đường đến đền thờ, cách lối vào không xa là một hồ rửa tội hình lỗ khóa. Đây là nơi những người thuộc cộng đồng nhà thờ sơ khai ở Ephesus tiến hành lễ rửa tội bên ngoài còn có một bản hiệu giải thích lý do vì sao nơi đây được cho là nơi đức mẹ Maria trải qua những ngày cuối cùng của cuộc đời nội thất của tòa nhà không quá lớn nhà nguyện có một căn phòng nhỏ ở bên phải khi bước vào phần còn lại là một căn phòng lớn với một bàn thờ có bức tượng lớn của đức mẹ Maria và một số tác phẩm nghệ thuật thú vị du khách sẽ không được chụp ảnh hoặc quay video bên trong phòng được bảo vệ đối diện với lối ra của tòa nhà là một cửa hàng quà tặng nơi du khách có thể mua quà lưu niệm khách hành hương cũng có thể lấy nước từ một vòi nước trong khuôn viên đây được cho là nước thánh, có khả năng chữa bệnh đặc biệt. Bên cạnh khu vực lấy nước là bức tượng ước nguyện, nơi mọi người để lại những mảnh giấy hoặc mảnh vải ghi lại lời cầu nguyện của mình. Với tên gọi chính thức là ngôi nhà Đức Mẹ Maria ở Ephesus, tòa nhà cổ kính này là điểm đến hành hương hàng đầu cho những du khách tôn sùng và tin tưởng Đức Mẹ. Nhiều người đã bất chấp cả cái lạnh và mưa để đến tham quan với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo tiếp theo thân mến chào tạm biệt